để góp phần đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Quỹ ban Nhân dân tỉnh Long An triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp của chính phủ, các bộ, ban, ngành, trung ương ban hành. Trong giai đoạn 2013-2022, từ nguồn kinh phí chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp phối hợp tổ chức trên 120 lớp tập quấn cho hơn 4.500 học viên. Nội dung tập quấn chủ yếu là tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào hợp tác xã, quy trình thành lập hợp tác xã mới, các chính sách hỗ trợ và phát triển hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay. Nhờ đó, nhận thức của người dân về vai trò tầm quan trọng của hợp tác xã được nâng lên rõ rệt. Hiện toàn tỉnh có 225 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 172 hợp tác xã và tăng trên 5.600 thành viên so với năm 2013. 100% hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi do hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, 60 hợp tác xã có nhãn hiệu tập thể, 3 hợp tác xã xây dựng sản phẩm ô cốp. Các cơ chế chính sách hỗ trợ được triển khai, thực hiện toàn diện và hiệu quả trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng phát triển. Nhiều hợp tác xã tích cực chủ động đổi mới phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp yêu cầu mới của thị trường, qua đó giải quyết việc làm bảo đảm đời sống cho thành viên và người lao động tại địa phương góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh